Hai mùi người. Hôm nay mình có cái món ăn chơi nè. Mì các bạn thấy nhiều không? Hôm nay là bao con gói rồi. Em đây bao mình đang lột rồi. Thì hôm nay là món mì xào nha. Đấy. Cái mì dùng đó là mì lẩu Thái. Mì lẩu Thái. Ok. Mì này của Asicook. Này lẩu Thái không có Asicook, không có cái tài trợ gì đâu nha. Mình thích mình làm thôi, nhà sẵn có mì này. Bây giờ ba mình mới xé mì ra rồi cho vào trong cái thau như thế này nè. Thau này rửa rồi nha các bạn. Rồi. Gia vị thì để bên, bên đây. Rồi. Giờ coi ba mình làm chi tiết nha. Rồi trong khi đó mình vẫn luộc khoai nha các bạn. Ngày nào cũng luộc hết. Đó. Khoai lang tím với lại khoai sọ. Thì hôm nay luộc cái nồi nhỏ hơn. Đấy, ngày nào cũng luộc một nồi vậy. Rồi giờ ba mình là bắt một cái nồi nước sôi lên. Để mà mình sẽ nấu trụng cho cái mì kia nó chín. Còn đây nè các bạn. Giá đậu xanh. Sạch từ tâm. À, giá sạch ha. Thì hôm qua cái nhà của cái chị kế bên cho nhà mình hai bịch đây. Thì các bạn coi clip trước các bạn biết là nhà mình đang trong khu cách ly. Nên là mấy cái giá rau sạch thì nó rất là ít, nó rất là hiếm cho nên được người ta cho rất là quý các bạn. Rồi cho hai bịch thì hôm nay sẽ lấy một bịch để mà xào mì ăn. Còn đây là thịt bò nha các bạn. Thịt bò thì ở clip trước các bạn biết mình có quay một đoạn nhỏ nói về bà chị bà mua giúp cho nửa ký. Hôm nay hôm đó mẹ mình lấy ra sắc nhỏ luôn rồi ướp gia vị luôn ha. Có sả nè, nhìn nó hấp dẫn lắm. Rồi thì bữa nay lấy cái này xào ha. Đây còn đây là hành tây với lại hành tím, hành hương đó các bạn. Em nhà còn lại mấy củ hành tây đây. Rồi, xử lý luôn. Bây giờ ba mình hôm nay ra tay mới ghê chứ. Đó, rồi là bây giờ là ba mình xác nhỏ đây. Mẹ mình tay đang rửa rau bên kia. Mình là chỉ có cái miệng thôi, mình quay điện thoại cho các bạn thôi. Rồi, hành tím cũng khá là nhiều ha. Cái này đem lát xào chung với lại cái mì. Rồi nãy các bạn thấy là hành tây thì ba mình cắt múi cao ha. Còn này cũng cắt vậy, cắt nhỏ 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 ra một chút. Hành tím á. Cắt nhỏ ra. Mình cắt nhỏ quá nha các bạn. Quay cho các bạn biết nè. Cái này là chuối xanh nha các bạn. À, mua về là lúc nó xanh nó còn non, nó chưa có chín, nó cứng ngắc à, để bán cho người ta nấu canh. Thì các bạn nào ở miền Nam thì sẽ biết cái món là chuối nấu canh, còn nếu mà các bạn ở miền Trung hay miền Bắc thì chắc chỉ có chuối om cái này cái kia thôi. Ok rồi thì dịch giả rồi đâu có bán được nữa đâu, nên là nó chín chín và để chín là ăn thôi, nó mềm rồi các bạn này. Thì mình lấy một trái mình ăn thử nha. Các bạn thấy không? Nó chín nè. Rồi ăn thử nha. Ngon, ngọt. Như là chuối chín bình thường thôi. Nhưng mà cái này không có dấu ép gì hết. Cho nên nó chín tới đâu ăn tới đó. Mấy trái này còn cứng lắm nè. Rồi, đây là ba mình đang chế nước sôi vào trong cái mì để mà trụng mì nè. Lấy con chiếc à. Rồi. Và mình sẽ trụng cái mì này cho nó mềm mềm. Mềm. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy mình trụng lại nước nước lạnh cho nó không có bị dính với nhau các bạn. Nó ăn nó giòn hơn. Thơm. Nói chung lâu lâu ăn mì cũng thấy thơm.
Mì thì cũng không nên ăn nhiều các bạn ha. Bắt đầu mềm rồi đó. Đây các bạn, vậy là ba mình không có trụng qua nước lạnh các bạn ạ. Sai với những gì mình suy nghĩ rồi. Thì ba mình chỉ đổ trụng cho nó mềm thôi, rồi đổ ra thôi. Đổ ra bây giờ để nguội thôi, rồi bắt đầu sẽ xào. Giờ ba mình kiểm tra nè. Mềm chưa? Mềm hả? Ok, tắt đi, rồi bắt xuống luôn, khỏi cần lấy ra cũng được. Rồi cái chảo nó nóng rồi, bắt đầu thì cho ít dầu và con tắt bếp rồi nha bác, bà bật lại. Tưởng bà xé cái gói kia rồi, bây giờ để cho nó nóng tí nha. Rồi dầu nóng rồi, bây giờ ba mình sẽ cho hành tây. Úi giang quá. Hành tây hành tím vào. Xào cho nó mềm rồi mình cho thịt vô xào. Rồi, ra mình thêm đường vào nha. Thêm gia vị vào cho vừa ăn. Rồi, tiếp theo là cho cái gói. Gói này, trong gói này có tôm rút khô, rồi hành, rồi bà thấy chưa hết mà nó một đống rồi, mì vô nó nhiều lắm. Rồi còn lại ba mình sẽ cho tiếp cái gói súp sệt nè, rồi cái gói nem ở trong cái gói mì á. Tiếp theo ba mình sẽ cho mì vô. Ok, sau khi xong thì mình có được cái nồi mì như thế này. Thì bỏ mì vào xào một chút thì
những gói gia vị xong á thì mình cho cái rau thơm vào. Rồi bây giờ sẽ cho ra đĩa và tương thử nha. Bây giờ ba mình sẽ cho ra tua nha. Dạ. Rồi cho ra tô như thế này nhìn cũng hấp dẫn quá các bạn ơi. Có mì, có giá, có hành, có thịt, hấp dẫn quá. Rồi bây giờ ăn thử cho các bạn cảm nghĩ như thế nào nha. Thì thực ra mình không có đi sâu vào công thức nêm nếm đâu, các bạn sẽ nêm tùy theo cái sở thích của bạn thôi. Ừ. Muốn vừa ăn. Nhưng mà con thêm, con ăn thêm hết mấy cái gói chua chua vô á. Đúng. Gói giống mè. Rồi thịt thì vừa tới nó mềm chứ nó không có dài. Mẹ mới thử bỏ còn đó thử. Mẹ thì ăn được. Không. Nó là phải cái gói gia vị. Mình nếm thử nó có mặn không. Chua chua. Không, vậy thôi. Mẹ ăn thử gói đi. Tại ba mình sợ mặn nên là không có bỏ hết mấy cái gói gia vị vào. À, tầm 5 gói mì thì chỉ có lấy đâu đó tầm khoảng 4 gói hay 3 gói vậy thôi à. Còn lại là không có dùng tới. Có nêm thêm một ít cái đường với một ít hạt nêm bột ngọt nữa. Mình thấy là như vậy khá ổn. Rồi. Ok, giờ mình sẽ ăn nha. Hẹn gặp lại các video tiếp theo và nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Còn món này là ba Thiện nấu đó.